kỳ lạ, em bé vừa sinh đã có 2 chiếc răng từ trong bụng mẹ. Dân mạng vừa xem khẳng định răng quý. Mới đây một đoạn clip chia sẻ lại hình ảnh một em bé mới vừa lọt lòng mẹ, mới vừa cất tiếng khóc chào đời, đã được người nhà và bác sĩ tinh ý nhận ra ở bé có điều kỳ lạ. Theo đó, em bé mới sinh ra đã mọc sẵn 2 chiếc răng bé xíu ở dưới hàm. Chỉ cần lấy tăm bông, khe khẽ mở miệng bé ra, sẽ lập tức nhìn thấy 2 chiếc răng. Nhiều người sau khi xem qua hình ảnh 2 chiếc răng của bé đã không khỏi trầm trồ, vì cho rằng gia đình thật nhiều phước đức nên mới có một em bé ngậm ngọc chào đời. Theo quan niệm của một số người lớn tuổi thời trước, em bé mới sinh mà đã mọc răng từ trong bụng mẹ là chính là phước lành. Em bé có được chiếc răng quý, răng ngọc, sau này canh chiếc răng ấy rụng đi rồi đem cất cho kỹ thì cả nhà sẽ được giàu sang phú quý. Tuy nhiên, đứng dưới góc độ khoa học, các bác sĩ đã cho rằng do người mẹ khi mang thai đã bị thừa canxi nên em bé mới mọc răng trong thời gian thai kỳ của mẹ. Một số bình luận được mọi người để lại: không sao đâu, con mình cũng mọc răng trước đây, người ta bảo sẽ tự rụng nên mình cũng để lại. Tới lúc con mình 6 tuổi thì răng tự rụng thiệt rồi thay răng vĩnh viễn luôn. Mình nghe ngoại mình nói là răng ngọc, xưa ngoại mình đẻ cậu mình cũng có, giờ cậu mình giàu lắm. Con mình cũng mọc 2 cái, tới 5 tuổi nó mới rụng, nên đừng ai mang con đi nhổ, con đau tội nghiệp lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.